Xin chào các bạn, hôm nay là mình quay cái clip này để nói về cái chậu lan báo hỷ. Cái chậu lan báo hỷ của mình á, thì lý do mình lấy nó xuống là tại vì trên đầu ngọn nó bắt đầu có bông rồi nè mấy bạn. Đây, hôm nay ha mấy bạn. Đó, cái bông này á, bị gì nó ở trên cái con. Cho nên nó là nó còn nhỏ lắm, bông này nó ngắn lắm. Chứ bình thường là cái bông báo hỷ này á, là nó phải dài cả 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 6-7 phân cho tới 1 tấc ha mấy bạn. Đèn cái này nè. Đó. Máy mình lấy nét nó không có được rõ lắm mấy mấy bạn thông cảm nha. Cái kênh của mình cũng chưa có đủ sub để mà livestream trực tiếp. Cho nên mình quay, nhưng mình quay xong mình cũng up lên luôn chứ mình không có chỉnh sửa. Mà thực tế là mấy bạn thông cảm, mấy bạn thương thì đăng ký kênh ủng hộ mình. Chứ mình cũng không biết, chưa có biết chỉnh sửa. Này chưa biết chỉnh sửa clip thì cứ quay sao để lên vậy thôi. Thì hôm bữa mình có quay cái clip là chơi lan không phân thuốc đó, có mấy bạn nhắn tin trên Facebook hỏi là mình trồng kiểu gì mà sao mà cái cây nó mập như vậy. Thì bữa nay mình qua chơi lấy cái chậu xuống quay để mấy bạn coi. Đây là cái thân lan báo hỷ nè mấy bạn, tính đi dài á, về cái chiều dài á thì cái thân cây mẹ lúc mà mua ở rừng vậy các bạn thấy không, cỡ nhiêu tấc ha, tấc à, tấc 2 tấc rồi thôi, nó tấc 2 tấc chút xíu thôi. Nhưng mà khi mà mình trồng nè mấy bạn nhìn nè, 1 gang, 2 gang, coi như là 40 ha, 1 2 3 4, coi như cái thân này là phải 8 tấc. Cho là tay mình ngắn đi là 8 tấc mấy bạn. Nói chung là 8 tấc thì mùa sau có thể nó lên tới 1 mét. Ở nhà cái bên đang làm công trình nồm quá mấy bạn ha. Các bạn thấy cái thân nó mập không? Mập không? Thân nào như thân nấy á, thân mẹ nè. Thân mẹ rừng mua về nè. Đó, thấy cho é vậy thôi, nhỏ như cái nhỏ hơn ngón tay út của mình nữa. Mà khi mà về mình trồng ha. Mấy bạn thấy. Đây. Năm gì rồi cũng dài cũng 8-9 tấc đó chứ nó ngắn đâu mấy bạn, bông nhiều lắm. À, thường thường nó ra bông ở đầu này nè, ở cái đầu này nè, bây giờ nó vàng lá, nó chuẩn bị rụng lá để cho bông đó. Thì bông ở đầu này nè, một có khi là 3-4 chùm đó, mà như ngắn ngắn như cái cây này nè, lia máy hơi nhanh nó hơi chớ nhức mắt các mấy bạn. Đó cũng 1 chùm đây, nhỏ nhỏ thế nhưng mà khi mà nó dài được như này thế này á. Về nguyên tắc là cây mà dài thì bông nó sẽ dài đó. Này là cây này là ở trong mát nè, các bạn thấy cây này ở trong mát nè, lá nó xanh nè đó, cũng như cũng đứng ngọn rồi, đứng ngọn rồi đó. Bông cây dài thì bông sẽ dài nha mấy bạn. Thì cái này á, là cái bông của nó chắc chắn là sẽ dài khoảng từ khoảng 1 tấc á mấy bạn, và nó là 4-5 chùm, nó sẽ tạo ra 1 chùm rất là đẹp. Ở đây khi nào nó có bông mình sẽ quay tiếp mấy bạn coi. Bữa nay mình coi quay cho các bạn coi về cái thân thủ nó thôi. Báo hỷ mà mấy bạn nhìn đi, đây là cái ống nước 21 nha, ngang ngửa ống nước 21. Cái thân bên đây á thì cái ống nước 21 không bằng luôn mấy bạn. Nè mấy bạn nhìn đi, cái này phải ống 27 mới bằng nó. Trời rất là to luôn mấy bạn. Đó. Dưới đây này nè, các bạn nhìn nè, đó, ngang ngửa cái ống nước 21, mập lắm mấy bạn, to lắm, bạn thấy mình cầm nè, như cái đùi gà luôn á, đó. Thì báo hỷ mình trồng á, là chỉ có vô trong đây là mình ép nó vô một cái cục măng dầu, nó ở cái tư thế là người ta bóc ra trong rừng á, mình về mình trồng, cứ về mình trồng vô mình ép nó vô một cái cục dến nè, bạn thấy cục dến không? Đó, vô một cái cục dến ha. Đó. Xong rồi mình thả cái cục dến này vô trong cái chậu. Rồi bỏ than vô, vậy thôi. Trên đây cũng vậy. Không có cái gì là bí quyết. À mà ban đầu mà để dụ rễ á, thì mình có bỏ vô đây cái xơ dừa, cái mụn xơ dừa với trấu á. Cái mụn xơ dừa với trấu là cái mà mình gọi là cái giá thể thần thánh, giá thể không đồng á. Đó. Nó dụ rễ rất là nhanh. Cái mụn xơ dừa mấy bạn mua một bao có 35 ngàn thôi, trấu một bao cũng cỡ hình như 40 ngàn. Vậy các bạn xài không biết bao nhiêu năm cho hết. Mấy bạn lấy ra mấy bạn ngâm
rửa đi, không biết sơ dừa đó là dừa nước ngọt hay nước mặn, thì mình rửa cho nó sạch đi, cho nó ra nước trong đi, xong đó mình ngâm cẩn thận nữa thì mình ngâm nước vôi khoảng một đêm hoặc một ngày gì đó, mấy tiếng thôi cũng được, ngâm nước vôi mà xong mình bỏ với vỏ trấu, mình ấy mình nén vô đây, mình bỏ vô đây là nó dụ rễ nhanh lắm, rễ chi chít chừng chịch, nhiều rễ lắm mấy bạn đó, mấy bạn thấy không, toàn cảnh ha, bự lắm, mập lắm, báo hỷ thôi ha. Nhưng mà trồng báo hỷ á, là rất khó hoa, mà bạn nào trồng mà được hoa đó là người ta nói là hên lắm. Nhưng mà mình trồng á, là năm nào cũng có hoa, một năm có hoa, có là ủa mình nhớ hôm tháng 6 cũng có hoa với mấy bạn, hôm hẹn cũng có hoa hay gần Tết có hoa đó. Vậy là một năm có hoa hai lần, chính xác là một năm có hoa hai lần với mấy bạn, chứ không phải có hoa chỉ cuối mùa Tết đâu, cuối mùa gần Tết đâu đó. Rất là tốt luôn, rất là tốt luôn mấy bạn. Cái nụ này nè, nó có nụ, bữa có một cái thân nó gãy để thì nó ra mầm, nó ra cái mầm mình ngóp nó lên đây luôn đó. Thì cái trụ này của mình báo hỷ nè mấy bạn nha, mà không phải riêng báo hỷ mình trồng nó mới mập vậy đâu mấy bạn, cái lan gì mình trồng nó cũng mập, mập lắm. Để cho mấy bạn coi cái gì hạt vĩ nha, mình lấy nét đây, cái hạt vĩ của mình đây thắt ngọn rồi mấy bạn nè, các bạn thấy không, ngọn ha, nhỏ nhỏ ha, đây có mấy cái bông nó nở sớm nè, mấy cái thôi đó, mấy cái hạt vĩ rõ ràng chuẩn hạt vĩ nha mấy bạn đó. Mấy bạn thấy cái thân nó không, tại mình lấy nét không được, chắc lại ngược sáng, ngón tay cái của mình ha, tương đương ngón tay cái của mình đang nhú nụ quá trời nè mấy bạn, đang nhú nụ nè đó, đang nhú nụ nè, nụ quá trời nè ha, nụ từ dưới lên trên đó, mấy bạn thấy cái ngón tay của mình không, nó xi nhan gì với cái thân la lan này hết trời. Mấy bạn nhớ cái chậu trầm này của mình không, thấy không, cái chậu trầm mà mình quay cái clip là trồng lan trầm tím mà mập thân dày lá đó. Đây ngón tay cái của mình cũng xi nhan nhất, cái này cũng cỡ phi 21 27 gì, 21 24 gì đó mấy bạn đó, trầm tím nha, xum xuê luôn, treo nó lên cao quá, cái vàng mình cao quá mấy bạn. Còn này là cái gì mấy bạn, mấy bạn thấy nha, quay từ trên xuống dưới, mình lia máy nhanh quá, mình coi lại mình thấy mình chóng mặt luôn, mình quay chậm chậm lại, mà trèo cao quá quay chậm cũng hồi hộp đó mấy bạn thấy không. Cái này là cái gì, long tu, long tu xuân của mình mấy bạn, dài lắm, thêm một em hạt vĩ nữa nè mấy bạn, thấy gì không đó, cũng đang nụ từ trên xuống dưới luôn mấy bạn. Bạn mà mấy bạn hình dung đi, nó mập nè đó. Còn đây hoa leo cao quá mệt quá mấy bạn, đây là cái chậu da hạt của mình nha, bạn thấy không, dài cũng cả mét đó, hơn mét rồi đó, cả mét rưỡi rồi đó, mét rưỡi có rồi đó. Ây. Cái ngọn này chưa thắt, ngọn này đang đi ngọn, vẫn đang đi ngọn, nhưng có ngọn thì thắt rồi. Mấy bạn thấy thân thủ nó không nè, cái ngón tay mình ấy, mình lại để ngón tay cái mấy bạn coi đó, lấy nét được rồi mừng quá, cũng tương đương ngón tay cái mình, gần tương đương ngón tay cái mình đó, bạn thấy không,
Ngay cả chậu dendro của mình. Bạn nhìn đi. Này cái ống 21 á, ống 21 mình để mình làm cái trụ cho nó đứng á. Bạn thấy cái thân đó nè. Thấy không? Cái ống 21 cái bên đó. Nó xi nhan gì với nó hết. Cái ống 21 là Dũng phải gọi bằng chị nha. Chèn cái ngón tay mình vô, ngón tay mình không lại gì với cái thân lan này hết mấy bạn, thấy chưa? Trời ơi, nó mập, mình không có mập nhưng mà cây mình rộng, cây nào cũng mập. Cái giò hoàng thảo Thái Bình cũng vậy mấy bạn, người ta cho mình á, nó ốm tăm ốm teo, nó nhỏ xí lì xì đây. Nhưng mà người ta cho mình về vô tay mình. Bây giờ nó như thiếu nữ vậy mấy bạn. Nè, chân dài tới nách luôn nè mấy bạn nhìn nè. Trời ơi, nó mập. Nó mập. Cao 1 mét mấy luôn rồi, 2 mét luôn rồi. Cao lắm. Đó. Mình cho nó vô cái chậu lớn luôn nè mấy bạn thấy không? Cho nó vô cái chậu lớn này cho nó bung bông cho nó đã. Đó. Các bạn thấy cái ống phi 21 để làm trụ nè. Thấy không? Cái ống phi 21 để làm trụ nè. Đó, cái thân đó nè. Trời ơi. Nghe đến cái chậu lưỡi hổ nha mấy bạn. Các bạn thấy lưỡi hổ không? Cái tay mình nè. Cái bàn tay mình nè. Để vô cái lá nè. Mất tiêu. Cái lá nó dài, bự lắm. Lá nó bự lắm, hơn một tấc á. Bự hơn một tấc. Cao chắc phải 1,5 m, cao cỡ 1,5 m, lá to đùng. Nói chung á, trồng cái cây lan á, cho nó mập, cho nó to, nó mập, nó to, nó dài thì cái bông nó sẽ to, bông nó sẽ dài và nó bền bông nha mấy bạn. Thì mấy bạn cứ chăm sóc nó tự nhiên thôi. Đó, chăm sóc nó tự nhiên thôi. Mình lên Facebook mình thấy có nhiều bạn vô trong mấy cái hội nhóm chơi lan á, có nhiều bạn á là coi như lên cái lịch ha, 3 ngày tưới B1, ngày thứ 2 tưới B1, thứ 3 tưới phân tưới thuốc trừ nấm, thứ 4 tưới thuốc gì đó, rồi thứ 5 tưới GE, tưới gì NPK, rồi 20 10 10 gì, cứ như là lên một cái lịch tưới suốt. Ăn là tưới xách bình đi tưới hoài. Mất thời gian, mệt nhọc, không có thời gian để chăm. Còn mình thì mình bỏ luôn, mình chỉ treo lên cái vàng mấy bạn, để mấy bạn cho mình đưa cái máy một lần để mấy bạn nhìn nha. Cái vàng của mình nè, bạn nhìn nha. Đó, cái hàng rào nhà mình là đã 2,5 m rồi đó, mà mấy bạn nhìn nè, đó lên đó. Như cái vàng nhà mình lên là phải là tổng chiều cao là 6 m, mà cái chiều cao mà để treo lan nó phải là từ hơn là 5,5 m đó. Thì các bạn thấy là chơi lan mà mình đầu tư là tốt, nhưng mà nếu đó là mình có thời gian, nhưng mà mình không có thời gian thì mình chơi một cách tự nhiên thôi, thì nó sẽ cho mình cái kết quả rất là tự nhiên. Tạo cho mình cũng chưa có lắp được cái dàn tưới tự động như mấy bạn, mình chỉ tưới bằng vòi nước máy thôi, mình phun từ dưới phun lên cao như vậy đó, dùng cái vòi phun áp lực mình phun từ dưới phun lên. Thì mình rảnh á là mình cứ tưới, là sáng sớm mình dậy á, là mình tưới, ví dụ như hôm nay thứ bảy đi mình tưới, ngày mai chủ nhật á, mình tưới, thứ hai mình đi làm, thứ hai sáng thứ hai là bận rộn là không có tưới được đâu, rồi thứ ba có khi thứ tư, nói chung trung bình là cứ tuần mình tưới có lần hai lần, thứ bảy chủ nhật thôi, còn mấy ngày thường là hầu như không có tưới luôn. Đi làm rồi con cái rồi học hành, học online rồi này kia đó mấy bạn, đi công tác không có thời gian tưới đâu. Đó, phân thì mấy bạn mua cái phân chì á,
cây phân trì mình còn nên mấy bạn mình bón, người ta nói bán bón 3-4 tháng một lần, nhưng mình bón này cũng cả năm rồi đó. Từ mình nhớ từ hôm mùa trước tới giờ xẹp lép rồi, mềm xèo rồi, không có còn chắc gì đâu. Xẹp lép rồi nè, mất rớt rồi. Nhà bên đang làm ồn đó mấy bạn thông cảm nha. Thì cái phân trì đó mình bỏ từ hôm mình nhớ hôm mùa trước, hôm Tết mình bỏ tới giờ này cũng gần một năm rồi. Mà giờ dịch đó, từ bữa giờ dịch đâu có đi mua được, người ta đâu có ship hàng nên cũng chưa có phân mà bón tiếp. Mấy bạn thấy đó, là cứ như vậy thôi mà chơi. Chơi nó mà đúng nghĩa là nhàn nhã chơi mà hưởng thụ thôi, chứ còn chơi mà bận rộn quá thì mình cũng không có ham đâu mấy bạn. Clip của mình hôm nay cũng dài quá rồi. Cảm ơn các bạn đã xem nha. Các bạn cứ chơi bình thường vậy, cứ chơi lan bình thường giống như mình vậy thôi. Đó, cứ trồng thang củi. À đây các bạn chờ chút. Đây là thang củi. Củi nhà mình đốt bằng củi cao su. Mẹ mình đốt xong rồi mình lấy cái thang ra đó. Xong mình đi ngâm ngâm nước. Ngâm cho nó chìm hết, tới khi nào mà ngâm không cứ mỗi ngày cứ bơm nước cái thai, bơm nước thai mà tới khi nào nó chìm hết cái thang rồi đó mình mới vớt ra, mình bỏ vô cái rổ mình để vậy nè, rồi mình xài thôi. Không có mua than luôn mấy bạn. Nè mấy bạn thấy không? Củi nè. Củi nè. Khúc cháy còn chưa hết. Mình xài cái than vậy thôi, toàn bộ vườn lan của mình đều xài than đó hết, không có mua một cái đồng than nào hết. Thì nó không có tốn kém. Không có tốn kém mấy bạn. Chứ mà mình chơi mà mình tốn kém quá, mình cũng không có đủ lực để chơi. Đó. Thì đây là cái clip của mình nói về cái cách chơi lan một cách tự nhiên nhất. Quay cái ngày thứ bảy mà sao nó ồn quá mấy bạn thông cảm nha. Cảm ơn các bạn đã xem clip của mình. Các bạn thấy hữu ích thì hãy đăng ký kênh ủng hộ mình để kênh mình phát triển nha. Và mình cũng chưa có đi học cái lớp quay chỉnh sửa clip, cho nên là có thể cái clip của mình nó nhiều khi là cái âm thanh là cái ánh sáng rồi nó cũng không có được chuẩn lắm. Mấy bạn cũng thông cảm nha. Các bạn đăng ký xong các bạn hủy đăng ký mình buồn ghê lắm luôn á. Bữa giờ mình hết mấy bạn hủy đăng ký mình buồn lắm luôn. Thì thôi, cảm ơn các bạn thật nhiều đã dành thời gian xem clip của mình. Chúc các bạn ngày cuối tuần, những ngày cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin chào tạm biệt các bạn nha.